thấy rõ ràng không? một cái kiến thức căn bản mà phải có đó, mà tôi không có làm, mà người tôi là người dân thường ở đây mà tôi còn biết mà. Đây NATO là một này, quốc đây gia, là có một là một liên minh thù địch, em. là một liên minh lập ra kể từ năm 1949 là để bao vây Nga Xô, Đúng. mà sau khi mà Nga Xô sụp đổ thì cái thằng NATO này nó hết kẻ thù rồi, tại vì Nga Xô sụp đổ họ không còn cái khối, thì những quốc gia Varsovia ở trong cái khối Varsovia họ cũng giải tán luôn. Tức là ông đó lúc đó ông mới bành trướng ra. Lúc mà chiến tranh, lúc mà Nga Xô sụp đổ họ chỉ có đâu có mười mấy người thành viên. Sau khi mà đến bây giờ họ có 30 thành viên. Mà một cái thành một liên minh quân sự ấy. Họ đi đánh nhau nhá, sau khi mà Nga Xô sụp đổ, cái liên minh của NATO nó bành trướng và nó đi đánh nhau. Đi đánh nhau với lại cái gì năm tư, cái trận chiến là năm tư, đi đánh nhau với lại những quốc gia Đó, khác đó, cái là vụ năm tư á, cái khối đấy NATO mà muốn nói là vụ năm tư đó là một sự đấy một tội ác của NATO đó. đấy rồi Thế mà người cả thế giới đều im phăng phắc, không đấy nói gì cả. rồi rồi sau này mắc mớ gì mà qua đến Iraq đánh nhau với nó luôn. Người Mỹ họ đánh nhau ở Iraq thì kệ họ, chứ mắc gì đến mình. Đúng rồi. Thì tôi nghĩ là cái ông tổng thống của Ukraine này, ông đã làm một cái điều mà có thể là thì ông dại dại dột, có thể là tại vì cái lười biếng với lại cái sự suy nghĩ là mình là diễn viên, thành thử là nó đưa cho mình cái bản kịch nào thì mình diễn cái bản đó, mình được giáo dục là như vậy mà. Đó là một cái điều rất là không may, không may cho cái dân Ukraine. Mà cái điều đó là tôi không hiểu, tại vì tôi biết chắc chắn rằng là đến bây giờ mình trở lại một chút, khi mà nó có đảo chính mà nó thay đổi tổng thống, quốc gia nó phải loạn. Cái hồi mà ông Ngô Đình Diệm, ông đảo chính, ông bỏ đại năm 1955, mà hồi trưng cầu dân ý đó, hồi đó mình chưa có đi bầu, mình mới còn bé đó. Mình chỉ biết là ông bố mẹ mình kể lại thôi đó. Thì đến khi mà tôi qua đến cái này này, tôi qua cái đất này này, tôi dở lại những cái tài liệu cũ tôi coi đây. Ông đến đây này, ông đến New York, người ta chào đón ông như là một vị anh hùng. Người ta bỏ chính phủ kêu cả dân New York ra chào đón ông, vứt confetti, vứt hoa giấy lên đón chào ông ở ở New York. Ông đến đây ông tuyên bố, trước khi ông về ông tuyên bố, trước khi ông trở lại Việt Nam ông tuyên bố biên giới của Hoa Kỳ đã kéo dài và nối liền vào vĩ tuyến thứ 17 năm 1954 55, biên giới Hoa Kỳ đã kéo dài và nối liền vào vĩ tuyến thứ 17, tức là ông nối cái bom đạn Tham vào vọng. tại vì vậy anh, thành thử ra mới có cái chuyện này. Việt Nam là một quốc gia ở rất là xa xôi Hoa Kỳ, mà khi Hoa Kỳ họ đánh nhau Việt Nam, Hoa Kỳ mà đồng minh mà đánh nhau nó phải có đánh nhau nó phải có thằng Úc Đại Lợi này, nó có phải có thằng Thái Lan này, nó phải có thằng Đại Hàn, nó phải có thằng New Zealand, và nó có phải có thằng Philippines. Bao giờ nó phải có đồng minh, bao giờ nó cũng phải có cũng thì cái này nó là nó cũng như là bên cái khối Asian này, nó ngày xưa nó lập ra là để đi nước Mỹ Việt Nam, thì cũng như là NATO bây giờ mà mở ra nó là làm là để như vậy đó. Họ đánh nhau là họ người Mỹ họ đánh nhau hay lắm nhá, nhất là họ đánh nhau không có bao giờ họ đánh nhau một mình, bao giờ cũng phải có rất là nhiều người vào, đã có đồng minh mà, cái kiểu hỏi như vậy. Tại vì nó khi mà nói nhiều người phụ mình là mình có chính nghĩa, cái đầu óc mà bầy đàn băng đảng nó vậy đó, cái đầu óc nó rất là băng đảng. Cái băng đảng nó thế nào, nó như kia là nó cũng có bạn đối, nhưng mà khi mà chụm lại với nhau đó, đi đánh nhau, anh nhìn mấy bọn côn đồ Việt Nam mà muốn là đi đánh nhau, ông kéo nhau hai mươi mấy thằng đi đánh nhau đó, kéo xe ông ra đi, rồi mỗi ông cầm cái cây gậy đi đánh nhau, cái đầu óc đánh nhau là như vậy, hai mấy người tụ họp lại với nhau, lái xe ông ra chạy ngoài đường đi đánh cái này đánh cái kia, cái đầu óc rất là băng đảng, rất là, thì đây Mình đấy đấy cũng là một sự, đó là đơn trường giản hợp vậy mà rất thôi. là nhỏ vậy thôi, cũng khác gì nhiều đâu. Thì
mà tôi nhìn, mà mình nhìn đó mình thấy đó là Việt Nam khi mà người Nga Xô, người Nga mà họ đánh vào Ukraine đó, tôi ngồi trước đấy thì tôi nghĩ là khi Việt Nam họ đánh vào bên Campuchia thì chắc nó cũng chỉ vậy thôi, nó chỉ có khác là cái quy mô nó nhỏ hơn, nghèo hơn, nhưng mà cái phản ứng ở ngoài này nè rất là giống nhau, phản ứng của người Mỹ và châu Âu rất là giống nhau. Bây giờ nó cũng muốn làm cho nó to ra. Để tôi cứ nhớ mãi cái hồi Việt Nam mà tấn công vào đánh nhau vào Liên Xô và vào Campuchia đó. Ông đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc, ông Andrew Yang lúc đó ngày xưa đó, ông là thị trưởng của Atlanta của Georgia, ông ra Liên Hợp Quốc tố cáo Việt Nam là xâm lăng. Mà tôi lúc đó tôi chỉ là một sinh viên nhỏ thôi nhá, chữ nghĩa tôi cũng không có được nhiều, mà tôi biết là thằng Campuchia là một cái thằng, nó là một chế độ, nó là một cái chế độ mà hủy diệt. Đến năm 1976, 77 là người ta đã biết, thì là người ta đã biết là đến năm 1975 Campuchia, đến khi mà đến năm 1976, 77 là Campuchia họ giết dân của họ 2 triệu người. 2 triệu người nhá, mà không có ai nói gì cả. Chỉ có khi đến khi Việt Nam mà kéo đánh nhau mà, rồi đến khi mà Trung Quốc Năm rồi rồi 1900 hình như là 70, hình như anh nhớ cái trận chuồng cáp vuông không? đấy khắp ruộng đó, thì Cáp vuông thì ở thì 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 khi mà Việt Nam tấn công ở Campuchia là tất cả mọi người đều phản đối, đều bịt lại Việt Nam, đều đều cấm vận, bao vây cấm vận cũng y chang như vậy. Chỉ có một điều cái là cái người người rồi rồi đến khi mà Trung Quốc họ đánh Việt Nam, ai tiếp tế cho họ những cái võ khí về 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 ra về radar, người Mỹ họ bán cho họ những cái dàn radar 400-500 triệu đô la để điều chỉnh pháo của họ, pháo của Trung Quốc ấy. Tôi nghĩ chiến tranh thì nó có 2 cái hình thức. Bây giờ trở lại cái cuộc chiến tranh của người Nga với lại cái người người Ukraine. Ukraine. Chiến tranh đã chấm dứt, bây giờ mình học mình nhìn ở đây thì mình biết rồi. Trở lại cái Việt Nam, chiến tranh nó phải chấm dứt bằng 2 cách, một là đầu hàng, hai là đàm phán. Người Nga Xô đánh đến ngày thứ tư họ mở bàn đàm phán, tôi nghĩ là tôi rất là khâm phục cái hình ảnh đó, tôi rất là khâm phục anh Nó Trường, tỏ ra một cái vấn đề nhân văn khâm và phục nhân anh đạo. Trường phải không? Vậy tại vì tôi ở đây tôi nhìn thấy người ta đánh nhau đời này qua đời kia, đánh là để cho tiêu diệt hay là đầu hàng, chứ không có cho đàm phán. Người Mỹ không có đàm phán với bất cứ một người nào cả, ngoại trừ họ đàm phán với Việt Nam. Tại sao mà họ phải đàm phán với Việt Nam? Là tại vì họ không còn lối thoát nữa, thành thử mà họ đàm phán. Mà thưa anh thế này nhé, họ đàm phán đó từ năm 1968, năm năm Mậu Thân thôi. Đánh nhau một trận Mậu Thân là mở bàn đàm phán, mà họ bàn 5 năm rồi mới xong cuộc đàm phán dài nhất của thế kỷ, dài nhất trong thế giới lịch sử con người. Và trong cái khoảng đàm phán đó từ năm 1968 đến năm 1973, không biết bao nhiêu bom đạn được đổ xuống, không biết bao nhiêu người chết, không biết bao nhiêu người Việt Nam chết rồi này. Nga Xô đánh nhau ngày thứ ba mở cửa, mở bàn đàm phán, bắt buộc mọi người phải đến đó. Tôi nghĩ rất là khâm phục cái suy nghĩ đó, và Tất tôi nhiên mong là người như họ là cũng chừa con đường sống để cho thằng kia nó lựa chọn, nhưng mà cái thằng này thì không biết. thằng này thì lúc nào cũng bám víu về vấn đề coi như là về phương Tây, về vấn đề rồi rồi mà mình tôi nói đi nói lại hoài, giống như kiểu nó không biết mắc mới gì mà phải đi vào khối NATO để làm mà cái gì, trong khi đó nó không hiểu là bởi không, nó không đủ trí khôn anh, nó không đủ trí khôn Thể không mà nó hiểu, có thể không biết, à. có thể không biết, cũng không hiểu, không hiểu ấy. Tức là cái căn bản, cái cấu trúc của thế giới thì nó tối thiểu nó phải hiểu chứ. Mà bây giờ mình nghĩ lại đây, Việt Nam mình cũng có cái họ nói ngay lúc đầu họ không có liên minh với ai cả. Để tôi cho anh coi cái này, tất nhiên là ở đây là ông là thiếu tướng Lê Văn Cương, thiếu tướng Lê Văn Cương đây. Bye em, làm em.
cầm quyền vừa rồi không hiểu kiến thức sơ đẳng của chính trị quốc tế. Tất cả các quốc gia từ Hoa Kỳ đến Vương quốc Anh đến Cộng hòa Pháp và Liên bang Đức vân vân đều đặt lợi ích của họ lên trên hết cả. Trên cái bàn cân, cái lợi của Hoa Kỳ đối với Nga lớn gấp trăm lần lợi của Hoa Kỳ đối với Ukraine. Trên cái bàn cân, lợi của Vương quốc Anh, của Cộng hòa Pháp, của Liên bang Đức, lợi của họ đối với Nga gấp trăm lần Ukraine. Không bao giờ họ chọn đứng ở phía Ukraine để chống Nga cả. Họ không vừa lòng với Nga, họ phản đối quyết liệt. Nhưng không bao giờ họ lại tham chiến để mà bảo vệ Ukraine, không có đâu. Không bao giờ vì một đất Ukraine mà họ tham chiến cả. Cái điều là tôi cho rằng là Tổng thống Ukraine có lẽ phải học những bài chính trị cơ bản về đối ngoại. Thì nói một cách khác chẳng nữa, ông này ông nói là ông này là cái cơ bản về đối ngoại. Ông này không có, tôi mà không, tôi biết mà ông không biết, tôi biết như vậy mà dạy, đúng rồi. Tôi mình không có làm gì mình biết, mình có biết ông nó dạy mà. Vì vì khi chiến tranh này tôi Việt Nam mình cũng bởi vậy đó, khi mà mình liên minh với người này, liên minh với người kia, bảo vệ, tôi nhắc lại tí xíu, bảo vệ mình mới thấy cái đất nước của mình mới hay. Có nghĩa là sau khi mà giải phóng xong rồi thì Việt Nam mình ra một cái điều khoản liền, ra một cái cuốn sách trắng là hầu như là tuân thủ 4-0, trong đó là không liên minh, không cho ai rằm để quân căn cứ quân sự. Đúng rồi, tức như là tất tần tật đều không cả. Và như vậy mà hầu như là Việt Nam mà thuộc dạng coi như là trung lập hoàn toàn và ta chơi với tất cả các nước. Đúng rồi. Rất là hay, cái đời đường lối Việt Nam mà rất là hay. Bởi vậy anh thấy rõ ràng không? Nó ở nó một cách khác á, cái thằng này nè, thằng Hề nè, hầu như nó ở trong lòng ngay chỗ đó, ngay trong lòng của nước Nga, nó thẳng là như vậy, cũng sát bên trong lòng. Bởi vì ngày xưa nó là một khối mà, nó là một cái khối. Đúng rồi. Và người dân cũng nói tiếng Nga, rồi phong tục tập quán cũng giống nhau. Nói chung là hầu như nó là một dân Nga luôn. Bởi vì ngày xưa nó cũng xuất thân thì Cộng hòa Liên bang Xô Viết ra thôi. Nhưng có cái điều nó quen, nhưng mà nó mình không hiểu lý do. Chắc là tôi nghĩ là trong cũng có một bàn tay lông lá, bằng tay lông lá suối, đấy suối ảnh là anh phải gia nhập khối NATO là tiếc gì suối. Nó buồn cười ở chỗ là cái ông này, cái ông Cương ông nói rõ ràng là cái kiến thức sơ đẳng về ấy mà cái anh chàng này không hề biết một cái gì cả, vì cái đó là làm cho đất nước tan nát. Và mà khi chào anh nói đi. Khi mình thấy là trong bây giờ nhân dịp có cái chiến tranh ở bên Ukraine đó, thì mình mới thấy là trong tuần vừa rồi đó mình có nói chuyện với mấy anh em ở bên này, nói chuyện điện thoại thôi chứ cũng có cái gì, thì tôi thấy là rất là nhiều người Việt Nam này, khi mà họ nói đến Nga tấn công Ukraine đó, cái họ có nói là 1-2 gì Trung Quốc nó cũng tấn công Việt Nam. Tôi không hiểu tại sao mà đến khi mà tôi nghe họ nói như vậy đây, những người Việt kiều mình ở Mỹ bên này, những người đồng lứa mình này, và tôi lại nhớ đến ngày xưa mà khi mà Trung Quốc khi mà Mỹ họ tấn công Iraq, tấn công lớn đó, tại mình ở ngay đây nè, năm 2001 2002 gì nè. Đúng rồi. Thì khi mà Trung Quốc khi mà Hoa Kỳ tấn công Iraq thì anh em Việt kiều mình ngoài này cũng sùm lên, thể nào Mỹ nó cũng chơi Việt Nam. Thì tôi nhìn hai cái trường hợp đó. Một cái trường hợp của Hoa Kỳ tấn công Iraq thì Việt kiều mình ngoài này cũng sùm lên 1-2 gì, cũng là rộ lên 1-2 gì Hoa Kỳ cũng sẽ dứt, họ dùng cái danh từ thế nào cũng tiêu diệt Việt Nam, dứt Việt Nam. Và cái trường hợp gần đây nhất đó, là Iraq Nga tấn công Ukraine, rộ ra những người Việt kiều ngoài này, những người lớn kỳ cục 1-2 thì Trung Quốc họ cũng đánh Việt Nam, mà khi mà họ nói vậy bằng cái giọng rất là hẻ hả. Mà tôi không, khi mà mình nghe thấy
cái thực sự trong lòng tôi chẳng bao giờ tôi nghĩ, khi mà mỗi lần tôi nghĩ Việt Nam chẳng bao giờ tôi nghĩ là sẽ có cái điều gì mà nó không may nó xảy đến cho Việt Nam cả, chẳng hạn như là bão lụt hay là thằng này tấn công Việt Nam, thằng Trung Quốc tấn công Việt Nam, hay là thằng Campuchia nó tấn công Việt Nam, hay là thằng Phi thì luật tấn không bao giờ tôi nghĩ cái điều đó, không bao giờ mình nghĩ tới cái điều đó. Nhưng mà tôi hiểu tại sao mình khi mà nhìn thấy chiến tranh thì là có những cái ông ở đây, những các bạn bè của mình, những người căn bản của mình, ngang hàng của mình á, là thể nào Trung Quốc nó cũng giết Việt Nam. Mà tôi ngồi tôi thì đến cuối cùng là tôi phải nói là nếu mà Trung Quốc mà họ có muốn thôn tính ai thì họ muốn có lấy lại cái gì, lấy lại cái điều gì đó, thì là họ cũng muốn lấy lại Đài Loan chứ không phải Việt Nam. Tại vì Đài Loan là một phần đất riêng rẽ của họ, một phần đất, một phần da thịt của họ, chứ có Việt Nam thì họ hiểu chứ. Các anh các chúng mình có thể không hiểu cái lịch sử, nhưng mà người Trung Quốc họ đã mạnh to to như vậy, họ mạnh như vậy thì họ phải hiểu là mỗi lần mà họ có cái xung đột Việt Nam là họ không có được cái gì cả. Tại vì cái chuyện đó nó xảy ra là từng trong, trong quá khứ, trong 30 năm rồi. Nhưng mà 79 đã chiến thực rồi. Đúng rồi. Là đâu có dễ. Thì ý là tôi nói là khi mà tôi nhìn lại cái lòng của những người Việt Nam đặt báo đài bên này này, rầm rộ lên cái chuyện là Trung Quốc tấn công Việt Nam. Mà khi mà họ nói vậy về cái chuyện một cái viễn cảnh Trung Quốc tấn công Việt Nam mà nói một cái giọng rất là hì hả, những cái lời cười thì... những cái giọng cười, những cái nụ cười, những cái giọng nói tôi nhìn tôi nói tại sao mà mình có thể có những cái tâm tình mà mọi rợ như vậy. Cái là mình hiểu, cái đó thực sự mình không hiểu chứ. Tại mình không hiểu thì thứ là mình nói ra đây để cho anh em, cho anh nghe, rồi cho ai nghe được thì nói cho mình nghe, chứ thực sự mình không hiểu. Mà bây giờ mình có hỏi là nếu mà trường hợp mà Trung Quốc mà đánh Việt Nam thì anh em của mình chúng đây được cái gì? Được cái gì? Lợi gì? Mà mình vui cái gì? Tại sao mình lại vui? Mà tôi rất là ngạc nhiên nhá. Mà không phải là ít đâu, có rất là nhiều người, đặc biệt là trên báo, trên đài, trên truyền thông, trên báo tạp chí là một hai rạch lên Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam. Đúng là một cái sự suy nghĩ mỏi rợ của những là mỏi rợ thiệt tình. Đó của một cái tinh thần mỏi rợ chứ không phải không? Mình anh nói đi, cái chuyện có hay không, cái chuyện đó có xảy ra hay không, mình chứ không dám nói tại cái chuyện tương lai. Mà hiện tại bây giờ là mình nhìn cái sự suy nghĩ của họ, nhưng cái mình hiểu là thì khi mà mình người ta nói ra thì mình thấy cái sự suy nghĩ của người ta, mình thấy cái tâm tình của anh em ở bên này, mình thấy cái sự suy nghĩ của cái mấy ông báo, ông đài bên này, những đài TV, những cái bài báo, những người viết báo bên này, những ông YouTuber bên này, mình thấy tội nghiệp và mình thấy là mọi rợ chứ phải không ạ? Tôi không thể tưởng tượng Việt Nam mình có thể nó xuống cấp cái đầu óc của người Việt Nam, Việt kiều chứ không phải Việt Nam, Việt kiều mình ở Cali này, ở nước Mỹ này, nó có thể xuống cấp một cách tồi tệ đấy như vậy, mình không có tưởng tượng được. Đến khi mà nó gần đây mấy ba bốn ngày đấy rồi mình mới nghĩ lại, mình mới nhớ lại là có hồi mà người Mỹ, Hoa Kỳ nó đánh vậy đó, rầm lên Việt Nam, trước sau giờ nó cũng giết Việt Nam. Bây giờ tới cái chuyện Trung Quốc này, có đó suy nghĩ rất là buồn cười, không hiểu nổi luôn. Thôi ai biết thì nói tôi nghe, chứ còn tôi không biết. Kỳ cục, cái đầu óc của người Việt Nam mình, anh thấy kỳ cục không? Có nghĩa là họ suy nghĩ một cách cái gì đâu mà mình cảm thấy đó là bạn nó buồn cười ở cái chỗ đó. Thì mình cứ nói từ thí nghị là mình nói thêm chút xíu nữa là vậy. Có nghĩa là ngay bây giờ á, cái thằng Nga nó đang bị bao vây về kinh tế nè, về để đủ thứ loại trên trái đất này, nói chung là đủ thứ thứ là họ về. Thì mình mới cảm thấy mình buồn cười, mình trở lại cái chuyện mình hồi nhỏ. Ấy rồi mình mới nói về ấy rồi ngon quýt tay đôi làm kéo gì có kéo cả bài quýt cả lũ quýt mình tao anh buồn cười chứ đó. Anh thấy rồi đó mà buồn cười chơi vậy. Anh mình nói một câu mà chơi vậy là hèn, nó hẳn là chơi vậy là hèn đúng không? Hồi mình ở Việt Nam đó là cái mình kêu là rú đẳng, kéo lại năm bảy thằng một đăng băng đảng, kéo Mỹ nó kêu băng đảng, Việt Nam mình kêu rú đẳng có bồi gặp lại. Kéo bàn có bảy có đảng đi quýnh này quýnh kia đây này, mỗi lần kéo có bảy có đảng tôi nhớ, tôi không biết là sao mà khi tôi ra khỏi Việt Nam mà tôi nó có cái tấm giấy thông hành này. Đánh nhau Việt Nam này, người Mỹ, một người Mỹ nó quá mạnh rồi, họ đâu cần mấy thằng này. Người Mỹ mà cái khả năng về quân sự của họ, võ khí của họ, họ đâu cần mấy này, họ đâu cần Úc để lợi, họ đâu cần Thái Lan đây, họ đâu cần Đại Hàn, họ đâu có cần thằng Trấn Tây Lan, họ đâu cần Phi Đô Tân, họ không cần. Nhưng mà phải có băng đảng vào
có băng đảng vào phải 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 tại vì lúc đó nó ở Á Châu nó có ở Châu Âu thì nó có NATO, ở Á Châu nó có cái CETO, sao East Asia cái gì hồi đó nó kêu CETO, ở bên liên minh phòng thủ Đông Nam Á đại khái vậy, bên Châu Âu NATO thì nó kêu là liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, Á Châu nó có liên minh phòng thủ Đông Nam Á CETO đó, sao East Asia defense cái gì đó, cái này dễ xem cái. Sau này nó mới đổi, sau khi Việt Nam vào đó, vào trong đó đó thì họ mới đổi thành Asian là như vậy đó. Chứ cái tập đoàn đó là cái tập đoàn quân đội, tập đoàn đó là cái này, mấy thằng này là đi qua Việt Nam đánh hồi nè. Thì sau khi mà chiến tranh chấm dứt thì Việt Nam bắt. Mình thì cũng nói thêm cho mọi người hay là cái ngày hôm qua, tối hôm qua thì tôi với anh Phượng này cũng đã liên lạc được cô Vương Tha Nha đang sống tại nước Nga. Nhưng mà bây giờ thì coi như là không có sống xiết gì trơn. Có nghĩa là hình như là họ đã cúp rồi, hình hoặc là bà đã phong tỏa rồi. Có nghĩa là những cái đường truyền Internet mà của nước Nga vào những cái qua Mỹ này thì là họ bắt, họ ngăn sao không biết. Nhưng ngày hôm qua thì có nói chuyện với cô ấy thì tôi và anh Phượng đã hiểu được một phần nào vấn đề, có nghĩa là ở nước Nga vẫn bình thường, vẫn những tất cả những cái vấn đề trong nội địa nước Nga rất là bình thường, không có gì phải cả. Và cô ấy đã đọc được những cái nguồn tin phía bên ngoài này, cái hay là YouTuber, rồi những nguồn tin báo đài của những người Việt, rồi những người nguồn tin của phương Tây, hầu như tất cả đều là sai bét và họ đã sửa lại những cái. Thì hôm qua cô ấy đã muốn hứa là khi tôi mở diễn đàn cô ấy lên, nhưng mà bữa nay thì gọi hoài không được, là với tôi nghĩ là chắc lẽ là cái đường truyền internet chắc nó cắt lại nè, tôi nghĩ là đúng rồi, mình cũng có chắc phải có cái chuyện gì mình phải tôn trọng, tôi nghĩ là mình nên đồng ý mình tôn trọng, nhưng mà mình nói cho mọi người để hiểu rằng cái cốt lõi ngày hôm qua đây, bữa nay hôm nay là live một cái live stream để mình nói một cái điều là những cái thông tin báo đài ở bên này hầu như tất cả đều bị che lấp về phía Nga, là họ không cho viên cai mở lời, và tất cả bên này đều là do những kiểu là dựng chuyện và những cái tin tức giả, những hình ảnh giả, những cái điều là tất cả đều là giả hết, nói thẳng là như vậy. Nên là mình nói nghe là mình là người Việt Nam, mà mình là người Việt kiều ở nước Mỹ này, là mình mới biết, mình ở Cali này biết Cali là cái nơi chuyên môn mà sản xuất, đại khái là mình có Hollywood là chuyên môn sản xuất phim ảnh và tin tức. Một năm họ sản xuất phim để chiếu cho đồng bào coi. Sản xuất phim là gì? Phim là bịa ra. Phim là làm một câu chuyện, bịa ra một câu chuyện. Mỹ này xếp sòng bịa, họ bịa chuyện hay lắm. Họ tạo dựng một câu chuyện rất là hay. Chuyện chỉ có nhỏ, làm cho to. Đấy. Chuyện không có họ làm cho có, chuyện có họ làm cho nó lớn rồi. Thì mình ở đây đó, mình cũng như vậy thôi. Mình bởi vậy đó, đây là cái bài này đó, là ngày xưa là mình đã nhìn thấy từ Việt Nam. Hồi đó mình kêu cái ấp chiến lược thôi. Ấp chiến lược là cái gì? Tất cả mọi người ở trong đó. Còn nó có một cái đài radio đấy, cái đài là chỉ nó mở cái đài radio thì bắt được, chỉ được có một cái làn sóng đó thôi. Ở đây mấy ông bà Việt Kiều, tôi thấy là bây giờ mình khoan hơn, mình nói là cái báo chí của Mỹ ở ngoài, mình chỉ nhìn cái báo chí Việt Nam mình biết, tức là nó chỉ có tin tức của nó, chỉ có như vậy thôi đó, nó chỉ có một chiều như vậy thôi, chứ còn đúng không rồi. Có cái gì thêm cả, mà phải như một chiều mắng đúng thì mình nói gì, cái chiều mà chuyện thật không nói gì, chuyện này bịa đặt. Anh tất cả mọi người chúng mình đều hiểu là báo chí thì là đó là những nơi mà họ tin tức là rất là buồn cười. Tin tức là tại vì tin tức nó nhiều, thành thử họ có quyền chọn lựa, và khi mà họ chọn lựa thì họ phải chọn những cái tin tức nào nó có thích hợp với họ, nhưng mà nếu mà không có thì họ bịa ra, không có thì bịa ra. Đây là cái hồi mà bịa ra đầu tiên là chính bịa ra thì có hai, khi mà người ta bịa ra thì có là chính phủ bịa ra, là tư nhân bịa ra, là cá nhân bịa ra. Tôi nhớ hồi đó là cái hồi mà người Mỹ họ tổ chức họ đánh nhau qua bên Iraq đó, thì họ có một thằng con đứa con nít nào của con của ông đại sứ nào ra quốc hội Hoa Kỳ nói là người lính Iraq họ vô trong đó là họ vô nhà thương, cái họ lấy những cái lồng kính nuôi mấy đứa trẻ con sinh thiếu tháng
nó sao nó nghĩ là con hay thiệt. Mà không biết mà lính ai đặt mà nó lấy Libby thì đại khái á, đúng rồi, nó đại khái Libby là thằng nào đó. Libby thì nó dẫn chuyện một cái thằng là mà bị chất độc hóa học rồi xong nó lấy nước dội lên, anh nhớ không? Có nghĩa là nó tạo ra một cái hiện trường y như thiệt vậy đó. Mà có đeo đánh xong rồi xong rồi đánh ngon người ta. Mà tôi không hiểu là thằng cha lính Iraq mà nó vô trong đó mà nó lấy cái đồng kiếm nuôi những đứa trẻ con thiếu thắng mà nó lấy về nó tế nó hay là nó ăn hay là nó làm gì mà.